Sống giữa thành phố Thanh Hóa, nhưng hàng trăm người dân ở khu phố Trần Phú, phường Phú Sơn đang phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi bãi rác trái phép, chứa hàng ngàn tấn rác thải cạnh khu dân cư. Người dân nhiều lần gửi kiến nghị đến chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Bãi rác trái phép nằm giữa địa giới hai phường Phú Sơn, Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, với hàng ngàn tấn rác tồn động trong một thời gian dài không được xử lý. Tại đây chứa đủ các loại rác thải, nhưng phần lớn là rác thải xây dựng. Rác vương vãi ở khắp nơi, đổ tràn xuống đường giao thông. Nước thải từ bãi rác đèn kịt bốc mùi hôi thối. Người dân khu phố Trần Phú, phường Phú Sơn cho biết, bãi rác gây ách tắc hệ thống thoát nước của khu phố. Chất thải, nước bẩn từ các nồi đổ sồn về tràn lên trên mặt đường, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Đã nhiều lần người dân kiến nghị đến chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý thỏa đáng. Bãi rác vẫn ngang nhiên tồn tại. Thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu phường Đồng Thọ và phường Phú Sơn tổ chức làm việc với đơn vị tự ý đổ đất đá, đá thải, sàn lấp trên phần đất đồng nghiệp, đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư, kiên cố, đảm bảo hệ thống thoát nước lâu dài cho người dân.